Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách làm khô cá kèo nha các bạn. Đây là mình mua cá kèo mới ngộp đó các bạn. Cái này mình mua 5 kg. Bây giờ mình sẽ đi rửa sạch cho mình sẽ tiến hành mình sẽ ốp cá nha các bạn. Và đây là cá mình đã rửa sạch, mình để ráo nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để vào cái thau mình ốp nha các bạn. Rồi mình để vào đây khoảng 2 muỗng canh bột ngọt nha các bạn. Và mình sẽ sử dụng cái nước mắm ngon nha các bạn. Mình ốp cá cho nó ngon các bạn. Ở đây mình cái giá này, cái giá hơi to một chút các bạn. Mình sẽ để là 2 giá. Mình để 2 giá là nó vừa ăn rồi các bạn. Mình để nhiều quá nó sẽ bị mặn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ trộn cho cái bột ngọt này nó tan và nó thấm vào cá nha các bạn. Các bạn có thể dùng bao tay nha. Mình lấy tay mình trộn cho nó thấm đó bạn. Mình trộn bằng đũa sợ nó nhiều quá nó không có thấm đều, nó không có ngon các bạn. Mình trộn hồi lâu lâu cỡ 5 phút đi các bạn. Thì mình trộn nãy giờ cũng đã lâu, giờ mình sẽ để đây khoảng 1 tiếng cho nó ngấm cái gia vị nha các bạn. Và nhưng mình để một hồi á, mình sẽ dùng cái đũa mình đảo cái lớp trên xuống nè các bạn, cho nó ngấm cho nó đều các bạn. Và mình đã sắp vào trong cái mâm này các bạn. Mình để vào mâm thì mình phơi khoảng 2 nắng nha các bạn. Còn mình có cái dĩ mình phơi nó sẽ nhanh hơn khoảng 1 nắng nha các bạn. Mình để lên dĩ mình phơi 1 nắng là ăn ngon các bạn. Cái này mình để lên cái mâm mình phơi 2 nắng nè các bạn. Cho nó khô vừa vừa thôi các bạn, khô quá mình ăn không ngon các bạn. Cái này còn hơi khô nữa các bạn phơi ướt hơn chút nữa. Cô cá kèo này mà mình phơi các bạn, để mình để vào trong thố á, mình để trong tủ lạnh á, mình ăn từ từ cũng rất là ngon các bạn. Ăn cơm hay là ăn chơi cũng rất là ngon. Mình muối mình ốp vừa vừa thôi các bạn, đừng có mặn quá đó, ăn rất là ngon các bạn. Và mình để hộp vào vậy nè các bạn, rồi mình để vô tủ lạnh đó để dành ăn, nó cũng lâu hư lắm các bạn. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi, chúc các bạn thành công với món khô cá kèo nha.
Và các bạn xem video nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh miễn phí để nhận được cái video mới nhất của mình nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.